Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng về hải sản tập 2. Từ đầu tiên, các bạn đọc là Sentinel Crab. Sentinel Crab. Mình sẽ tách nó ra thành hai cho các bạn sẽ đọc. Ở cái chỗ phần đầu tiên này các bạn đọc là Sentinel. Sentinel. Trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm sen. Sen, âm sen trong từ sen vào, sentinel. Âm thứ hai các bạn đọc là thì ở trong chữ dậy thì, và âm thứ ba là âm no, sentinel, sentinel. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta có thể đọc chữ thì này thành chữ tì luôn cũng được, người ta vẫn hiểu bình thường. Các bạn có thể đọc là sentinel, sentinel. Cách này thì nó dễ hơn. Còn từ thứ hai này thì cách đọc nó y hệt cách viết, đọc là crab, crab. Các bạn đọc lại cho mình, sentinel crab, sentinel crab. Từ này có nghĩa là ghẹ. Cách đọc thứ hai của nó giống như mình đã nói, đọc âm thì này thành âm tì, đọc là sentinel crab, sentinel crab. Cách đọc thứ ba đó là chúng ta đã sẽ đọc chữ crab thành âm a bẹt, đọc là crab, crab. Và khi đó chúng ta sẽ đọc là sentinel crab, sentinel crab. Cách đọc thứ tư thì chúng ta lại đổi cái âm thì này thành âm tì và vẫn là âm a bẹt, đọc là sentinel crab, sentinel crab. Từ vựng thứ hai cách đọc nó gần tương tự cái viết. Ở đây chỉ có một lưu ý là cái chỗ âm U này các bạn hãy xem nó như là âm câm. Chúng ta chú ý đến âm Y thôi. Và cách đọc của nó là squid. Các bạn nhớ là kết thúc bằng âm D. Squid. Squid. Từ này có nghĩa là mực ống. Squid. Squid. Mực nang thì chúng ta dùng từ này. Trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên đó là âm kha. Các bạn nhớ là nó ghi là âm u nhưng mà cách đọc của chúng ta là âm á nhé, kha. Âm thứ hai các bạn đọc là thổ. Âm thổ này trong chữ xe thổ nhưng mà chúng ta đẩy hơi ra thêm một chút nữa, thổ. Và âm thứ ba các bạn biết rồi, xuống giọng nó và kết thúc bằng âm sờ, fish, fish. Và cái từ này chúng ta sẽ đọc là cuttlefish, cuttlefish, cuttlefish. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta sẽ đọc cái âm thờ này thành âm đờ, có thể đọc là cuttlefish, cuttlefish. Nhưng mà đối với mình thì mình quen là cattle hơn nên các bạn cứ đọc là cuttlefish, cuttlefish. Bào ngư thì các bạn dùng từ này, trọng âm của từ này rơi vào âm thứ ba đó là âm lâu trong từ lâu đấy, lâu ra đấy. Và một phần trọng âm rơi vào âm đầu tiên đó là âm a, các bạn đọc là a bờ lâu nỉ, a bờ lâu các bạn nhé, a bờ lâu lên trọng âm thứ ba, a bờ lâu nỉ, a bờ lâu nỉ. Cái âm thứ hai là âm bờ trong chữ bờ rào, còn âm cuối cùng là âm nỉ, chữ ni các bạn thêm dấu huyền, nỉ, a bờ lâu nỉ, a bờ lâu nỉ, a bờ lâu nỉ. Từ này có nghĩa là bào ngư. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta sẽ đọc cái âm đầu tiên thành âm a bẹt, đọc là abalone, abalone. Nên là cái từ này sẽ có hai cách đọc, cách đầu tiên abalone, cách thứ hai abalone. Từ này trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên âm ok, ok. Âm thứ hai chúng ta sẽ đọc là tờ, chữ tờ này trong chữ tờ giấy. Và âm thứ ba là bus, các bạn nhớ xuống giọng và kết thúc bằng âm sờ, bus. Chúng ta sẽ nối ba cái từ đó lại đọc là octopus, octopus. Từ này có nghĩa là bạch tuộc, octopus, octopus. Trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên đó là âm chè. Các bạn nhớ ở đây là âm chờ nhưng mà âm chờ rung thôi, nó không bắn hơi. Chè, chè. Âm thứ hai các bạn đọc là lì.
lì trong chữ lì lợm, và âm thứ ba các bạn cũng xuống giọng luôn và kết thúc bằng âm sờ, fish, jellyfish, jellyfish. Từ này có nghĩa là sữa, jellyfish. Nhím biển hay là chúng ta có thể gọi là con nhum đấy, thì các bạn dùng từ này, các bạn đọc là sea urchin, sea urchin. Cái chữ đầu tiên thì các bạn biết rồi đúng không, đó là sea, các bạn kéo âm y nó ra, sea. Còn cái từ thứ hai này các bạn đọc là urchin, urchin, trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm ơ, urchin, và âm chờ này là âm chờ bắn hơi các bạn nhé, urchin, urchin, sea urchin, sea urchin. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.